Bạch sư cho con hỏi, khi con quét nhà mà nhà lại có kiến thì con phải làm sao để không phạm giới sát sanh, thì quét tránh nó ra? Đơn giản thế thôi. Quét cái đường mình có thể mình hốt cát hoặc là hốt rác, mình hốt rồi mình tránh nó ra.